Tại trường San Jose City College, các bạn có thể tìm kiếm cho mình một công việc, một nghề nghiệp mà các bạn yêu thích, phù hợp với khả năng của các bạn. Và bây giờ mời quý vị tìm hiểu chương trình phụ tá nha khoa. Khi họ đến với chương trình 11 tháng, họ bắt đầu với những điều căn bản. Và khi họ bắt đầu công việc bên ngoài đầu tiên, họ đã được trang bị những kỹ năng với tư cách là một phụ tá nha khoa. Họ rất nghiêm khắc và vì vậy, thực sự đã giúp chúng tôi. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến một phương pháp nhất định nào đó, họ sẽ ở lại sau giờ học và sẵn lòng hướng dẫn chúng tôi bởi vì chúng tôi được kiểm tra tay nghề. Họ được đòi hỏi phải mang hình chụp X-ray của những bệnh nhân. Một bệnh nhân đánh bóng răng khi họ chính thức tốt nghiệp vào cuối chương trình 11 tháng. Họ có đủ đồ nghề và bằng chứng nhận họ rằng họ đã là một thành viên hiệu quả của một văn phòng nha khoa. Tôi mới trở lại từ khóa học thực tập mùa hè và tôi đã có kinh nghiệm căn bản về mọi thứ ở đây. Bạn làm ở văn phòng y như những gì họ đã dạy. Họ rất vui với những gì tôi đã làm. Họ còn mời tôi làm việc. Với những ai đó có con nhỏ, tôi có thể đưa các kỹ năng của mình ra và họ chuẩn bị cho bạn. Nó rất hiệu quả. Chúng tôi thấy được khi chúng tôi tốt nghiệp, các bác sĩ nói, chúng tôi yêu thích các sinh viên của bạn. Họ được chuẩn bị tốt nhất và các sinh viên rất hạnh phúc và tập trung vào sự thành công của họ. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng vào trang mạng www.sjcc.edu/cte hoặc thảo luận với một trong những cố vấn giáo dục nghề nghiệp của chúng tôi ở số 408-288-3750. Trường chúng tôi luôn có những cố vấn nói tiếng Việt luôn sẵn sàng giúp đỡ và hướng dẫn quý vị.